Bạn đang có nhu cầu mua ạc liên quân giá rẻ, hãy đến với shop đệ tử.vn, nơi bán ạc uy tín, nhanh chóng, chất lượng và hiện đại. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đệ tứ thợ lặn đã quay trở lại rồi đây. Sau một khoảng thời gian vắng bóng lâu dài, lặn hợp chui dưới sình để mà có thể tìm con cá trê. Và con cá trê của mình nó đã về rồi các bạn ạ. Hôm nay thì bắt đầu cảm giác mình vui vẻ trở lại rồi ha. Mình sẽ thực hiện một cái clip để mà cho các bạn hiểu rõ hơn về cái tình trạng con cá trê trong khoảng thời gian vừa qua nó như thế nào. Và ngày hôm nay đệ tứ sẽ quay trở lại với cái quỹ đạo làm việc của mình. Chúng ta sẽ bắt đầu với con tướng Volcat với một cái bộ trang phục nó cực kỳ cầu, theo quan điểm cá nhân của mình là như thế. Để tôi nhớ tên bộ trang phục này coi, cái bộ trang phục gì mà nhìn sơ thì giống khỉ mà nhìn kỹ thì nó giống Mỹ. A à, nó chính là bộ trang phục kỵ sĩ các bạn ạ. À, đúng rồi, một bộ trang phục cực kỳ xịn sò và tôi cảm giác nó cực kỳ ngầu ha, và nó đang hợp tông với cái bộ trang phục samurai của anh bạn Malok luôn nha. Chúng ta bay vào tự tin tiến tới, bởi vì chúng ta còn cho mình chiêu cuối là bất tử thần ma. Malok đang ôm trụ tại nơi kia, anh ta cũng sắp đạt cho mình level 4 rồi. Và đây sẽ là thời điểm mà tôi sẽ thị phạm cho các bạn thấy được rằng sức mạnh vượt trội con tướng Volcat sẽ là như thế nào. Một pha băng trụ sẽ được thiết lập ngay sau đây mà thôi. Điều quan trọng là mình cần phải dùng cái chiêu 2 bá vương trảo. Nó đúng thời điểm, nó đúng mục tiêu. Bắt đầu bá vương trảo, kết ấn thành công. Bá vương trảm đang có, mà lóc đang quẹt. Nội tại ma vương đang có trên đầu của người ta, đó chính là một pha liên ngục. Bật cho mình chiêu cuối bất tử thân ma, bay vào chém ba nhát rồi. Nội tại ma uy đang có, dậm xuống một lần nữa. Bật cái bọc phá rút lui nhẹ nhẹ. Cái mấu chốt quan trọng ở giai đoạn đầu các bạn, để có thể chơi tốt được con tướng Volcat, các bạn cần phải đáp ứng được những yếu tố như sau. Khi mà bạn đã bật cái chiêu cuối rồi đó, bạn cần, khi mà bạn lên ngựa rồi nha, bạn cần phải đánh trúng đối phương 3 phát. Tại vì khi mà bạn đánh trúng đối phương như vậy, bạn sẽ được cộng thêm 0,5 giây khoảng thời gian bất tử, ở tối đa là 3 lần. Đồng nghĩa với việc mình sẽ được cộng thêm 1,5 giây với lại cái thời gian bất tử vốn có của chiêu cuối là 3,5 giây. Vì vậy các bạn sẽ có được 5 giây nếu như mà các bạn thực hiện đúng cái bộ combo như thế. Volcat là một kiểu con tướng mà nó mạnh, cái sức mạnh nó kiểu như ăn gian vậy các bạn ạ. Mạnh ở giai đoạn đầu và giữa. Các bạn hãy tận dụng tốt cái khoảng thời gian này để mà có thể tạo ra lợi thế cho team ha. Và cái mấu chốt quan trọng để có thể chơi được con tướng Volcat thì mình nghĩ rằng, thứ nhất là bật chiêu cuối đúng thời điểm nè. Thứ hai nữa là cố gắng thực hiện cái chiêu 2 kết ấn trúng những mục tiêu thấp máu, và cái chiêu 2 dùng để hạ thủ con mồi thì chúng ta sẽ tái kích hoạt được nhiều lần. Cái như thế nó sẽ giúp cho con tướng Volcat trở nên cơ động hơn trong những đợt giao tranh. Yeah, lại có kèo nha, phát hiện Malok dịch chuyển một lần nữa bằng chuột bá vương trảo truy đuổi anh ta, có Phoenix tại nơi kia. Malok dùng cho mình liên ngục, nhưng lần này Phoenix đang bỏ rơi Malok ghi kìa. U má chơi gì nếm thúi vậy ba, tội nghiệp nhỏ ghê luôn. Malok bạn thấy chưa, ông bà ta nói sách có câu quả không sai. Lúc hoang nan mới biết ai là bạn, lúc hoạn nạn mới biết bạn là ai, trong cuộc vui không biết ai là bạn, lúc khốn nạn mới biết bạn là ai. À, thằng Phoenix chơi điếm thúi quá à. Chơi điếm thúi lắm luôn á. Nhỏ đang băng vào, nhỏ tưởng có sự hỗ trợ của Phoenix, ai dè thấy nhỏ băng vào cái ông nội Phoenix bỏ chạy. Ôi ông nội này hết nó nổi luôn. Hành động điếm thúi đó Phoenix có phải trả giá không đây? Chúng ta còn một đợt lính nho nhỏ, lính đang bắt đầu tràn vào. Ridnack đang dí kia kìa. Họ đang kéo lại ba người tập trung đông tại khu vực đường top này đây. Cố gắng bào trụ hết sức mình anh em ạ. Mà lóc lộ diện rồi nha. Đọt hồn một phát, quỷ kiếm hụt lất luôn rồi. Có thể sẽ xảy ra đánh nhau nha. Đang núp trong bụi cỏ có hai người. Bá vương trảo kết ấn dịch chuyển một lần nữa. Bé đầm mất cho mình Rizam. Hàng tá combo được dòng vào. Zip mở ra cho mình Răng Long Lóc. Hất tung của đàn Rizzi. Rizzi thả bướm ra. Một tình huống nhặt quả ốc chó kế tiếp đến từ vị trí của Malok. Double kill mang về cho Volcat. Tạo giáp liên tục của Zip. Nó cực kỳ khó chịu luôn nha. Con xe đang tràn vào, đó chính là sườn diện của điếm thúi. Điếm thúi mở ra cho mình sóng siêu thanh, nẹt điện để bò về. Bé đùm lao ra kích hoạt đánh thằng điếm thúi đi anh em ơi. Điếm thúi còn cho mình con xanh xanh, điếm thúi cũng đã phải quỵ xuống luôn. Quá khó chịu, quá kinh dị. Bay vào bất tử có 3,5 giây một lần nữa. Zip cover chúng ta một lần nữa rồi các bạn ạ. À, chúng ta dịch chuyển ra bên ngoài, hồi phục được 3,000 máu và lớn hát rồi hình tim bạn. Anh em thấy ghê chưa? Nó quá ghê luôn. Bắt đầu trong đầu tôi xuất hiện ra một câu hỏi, mà không lẽ bây giờ mình bán hết đồ mình chơi game, chứ bây giờ mình mạnh quá làm sao team bạn chơi lại? Một câu khẳng định chắc nịch, không một đứa nào solo top lane thắng được con tướng Volcat ở thời điểm hiện tại. Nó quá kinh dị luôn. Anh em chơi ngay Volcat đi bà con cô bác à. Anh em nào chưa có Volcat lên ngay shop đệ tử.vn kèm một đống
một đống mà có Volcan luôn, các bạn có thể lựa chọn. Và các bạn sẽ cảm nhận được rằng cái mức độ ăn gian sức mạnh của nó ở giai đoạn đầu và giữa trận. Về giai đoạn cuối các bạn cần phải tinh tế trong khả năng xử lý nha. Ôi, ok, tôi vẽ ra một cái kế hoạch là như này. Một lát nữa nha, tôi coi team bạn co cụm lại 3-4 đứa gì đó, hoặc là 5 đứa gì đó. Tôi lên ngựa một phát, tôi cưỡi tới, tôi chơi trò chơi lùa dịch cho các bạn thấy. Và tôi đang có một chút gì đó được gọi là linh tính về ngưỡng sức mạnh con tướng Volcan. Nó có thể nhận được cái mega kill trong trận đánh ngày hôm nay đây. Hy vọng là như thế. Bắt đầu nào các bạn à. Một là hai like, hai là độ quần like mà thôi. Bắt đầu cởi ngựa, tứ cởi ngựa lên người của cô nàng Vega. Vega đang la trong thất thanh, trong tuyệt vọng của ta. Quay người trở lại tung chi một lớp rồi. Thả tim ra tạo ra CC. Chúng ta còn bộc phá đang có cục xanh xanh nổ ra. Hỗn mang tiện của nàng Theonat trúng luôn. Siêu việt mang về cho cô ta. Bé đầm vật tổ vô tất nhào tới, đại địa chấn hất tung ấu trùng quỷ double kill. Ê, ghê chưa ạ? À? Con tướng Theonat hay đó. Đây là giai đoạn mà sức mạnh của Theonat nó đang được phát huy. Cô ta đang bận cho mình một cái bộ trang phục rất là xịn sò. Một cái bộ trang phục mà nó khá là đẹp. Một bộ trang phục mà cực kỳ đẹp chứ không phải là khá là đẹp nha. Được gọi là chân dài tới nách, mà lông nách thì nó dài tới chân đó. Cô ta đang phát huy sức mạnh của bộ trang phục đó anh em à. Quất được rồi nha, ám sát được Malok rồi. Malok mất cho mình 50% lượng máu. Luyện ngục tung ra chui bụi cỏ, mất tầm nhìn xạ thủ không bao giờ được chơi. Lăng lông lốc của Zip đẩy lên rồi. Zip đang muốn chơi, chúng ta bầu cho mình bất tử thần mà. Tứ bắt đầu lên ngựa, tứ đang quất đâm thành viên thì bạn đã phải co cụm. Họ đang tháo chạy cả rồi, nhảy trong trụ một mình cân 3 luôn các bạn ơi. Một mình cân 4 luôn, chúng ta vẫn còn cho mình bất tử. Còn cho mình rơi phục rồi thay bà cô nội rồi. Má thiệt ra ui. Ồ, mồ hôi tai các bạn. Mồ hôi tai tự nhiên đang chơi bắt đầu tai mình ra mồ hôi rất là nhiều luôn á. Đảm bảo luôn những bạn nào chơi Liên Quân thường xuyên và những bạn nào mắc phải cái hiệu ứng được gọi là cái không phải là cái hiệu ứng mà kiểu như một cái cơ địa của mỗi người khác nhau á. Cơ địa của bạn nào mà thường xuyên ra mồ hôi tai thì các bạn sẽ biết được rằng cái tình huống đó, các bạn nhìn các bạn biết được mồ hôi tai nó ra như thế nào và nó ảnh hưởng đến khả năng định hướng của mình, và nó khiến cho mình tạo ra được những cái pha được gọi là nhặt quả ốc chó, đúng không ạ? Rõ ràng đó là mồ hôi tai đó. Mồ hôi tai các bạn, một cái kinh nghiệm được đặt ra mình đã chia sẻ với những bạn nào mà mắc phải cái tình trạng là ra mồ hôi tai rồi, nhưng mà ngày hôm nay mình quên áp dụng cái phương pháp đó. Đó là khi chơi game phải mang giấy súc. Khi mà các bạn thủ sẵn cho mình một cái cùng giấy súc á, thì cứ mỗi lần mà tai bạn nó ra mồ hôi hoặc là chuẩn bị cho những cái pha combat á, thì các bạn chùi nhẹ một phát vào tai của bạn thì nó sẽ hút, thì nó sẽ thấm hết mồ tai, thấm hết mồ hôi tai, và nó giúp cho các bạn có được những cái pha giao tranh nó được gọi là tỏa sáng hơn. Nhưng dù gì, nói dù gì thì cái pha nãy mình cũng bay vào trong trụ, mình càng quét được 5 thành viên team bạn và giết được cái double kill, đúng không ạ? Đó không phải, không hẳn là một pha ốc chó đúng không ạ? Nó chỉ là hơi ốc chó mà thôi ha. Thằng điểm thúi làm gì đây? Dính CC thả chim ra, bắt buộc phải dùng cho nó bất tử ra một lần nữa, tốc biến bỏ chạy. Theonat có được một mạng rồi, chân dài tới nách, lông nách dài tới chân, của ta đang phát huy sức mạnh cực kỳ cao. Cẩn thận bạn ơi, địa giam được giam ra. Bé đầm đang muốn chơi, bé đầm vật tổ vô tất chạy về luôn rồi. Đường giữa lính đang tràn cao, họ bắt buộc phải cắt cử người ra và phân bố lực lượng, và áp lực đang ngày càng tăng cao. 9 phút rồi, 23 mạng và tụi mình đã có được 8 mạng ha, cực kỳ xanh xao rồi. Anh em tụi mình nói qua sơ một tí về cái vấn đề bản ngọc con tướng Volcan. Đệ tử xin phép góp ý với các bạn là như này: dịch chuyển la vào cần lắm sự cover đến từ vị trí của Zip. Má Zip chơi cực kỳ hay luôn ơi, má Zip chơi cực kỳ hay luôn các bạn ạ. Quá trời dữ luôn, đây đúng thực sự là một cái cặp bài trùm. Ngọc đỏ mình xin phép góp ý với các bạn là như này: ngọc đỏ mình nên cho nó là công vật lý xuyên giáp. Ngọc lục mình lên cho nó là công vật lý xuyên giáp. Ngọc tím á, thì mình lên cho nó là tóc đánh tóc chạy. Một bản ngọc mà nó sẽ tối đa hóa và nó sẽ hợp nhất với những chỉ số con tướng Volcan để tạo thành một cái nguồn sức mạnh tổng hợp. Thời điểm này chúng ta đang hướng tới con tà thần Caesar. Bé đừng phát hiện được điều đó. Địa giam nhốt tà thần lại. Anh ta đang một mình tại đây. Anh ta đang đùa giỡn với tử thần hay gì đây? Đánh nhau luôn bà con cô bác ơi. Chúng ta đang là những người thắng thế. Reese bỏ về lăn lông lóc ủi lên một lần nữa. Chủ động trong những pha giao tranh. Càng quét lên không còn cho mình chiêu cuối. Cho nên mình chọn cho mình giải pháp tạm thời rút lui. Thả tim một phát. Zip ồ má, Zip chơi ghê thiệt quê ơi. Má Zip mà chơi dữ thiệt, má ghê thiệt. Má Zip chơi cực kỳ hay luôn đúng không ạ? Rồi anh em tụi mình nói qua sơ một tí về cái phần combo chuẩn con tướng Volcan đi ha. Quăng phát chiêu 2, tiếp sau đó tái kích hoạt chiêu 2 một lần nữa để có thể ám sát được con mồi. Bật phát chiêu 1 và thấy team bạn co cụm lại 3-4 đứa gì đó, tiến hành lên ngựa. Canh thời điểm thích hợp thì bắt đầu lao vào và cởi ngựa truy phong đánh quất những thành viên đi bạn. Thì cái chơi con tướng Volcan này nó dễ lắm. Để có thể chơi tốt con tướng Volcan các bạn cần phải lưu ý nha. Má mồ hôi tai liên tục luôn quê ơi, má thiệt chứ quê ơi. Má mồ hôi tai hoài luôn các bạn ạ. Má mồ hôi tai mình nó chảy ra hoài luôn á. Má bởi vì cái clip này mình quên thủ sẵn cái cuộn giấy súc ở đây. Bởi vì các bạn thấy không à, những cái file giao tranh mà đôi lúc mình không muốn bấm đâu. Tại vì cái mồ hôi tai á, cái nó bám trên màn hình á, nhiều lúc bắt đầu nó làm cho màn hình cái nó bị tự nhiên màn hình cái nó bấm à, nó cái nó lạ là như vậy đó anh em thấy không ạ? À? Bởi vì có một cái kinh nghiệm chia sẻ với các bạn,
chơi game là các bạn cần phải thủ sẵn cái cuộn giấy xúc. Với lại cái pha vừa rồi các bạn thấy không, mà nó cũng là một trong những cái ngụ ý mà mình mong muốn rồi nhưng mà mình chưa có dám thực hiện, nhưng nào ngờ mồ hôi tay nó lại giúp mình thực hiện. Cái kiểu như nó đã minh chứng một điều, ở thời điểm phút thứ 10 trở về sau, khi mà con tướng Volcat không có chiêu cuối thì các bạn thấy được rằng nó yếu đuối cỡ chừng nào. Vì vậy một kinh nghiệm được đặt ra, hãy lâm vào giao tranh, hãy tự tin băng vào một đợt giao tranh khi bạn đã có được cho mình chiêu cuối. Đó anh em thấy chưa? Đó, nó toàn là một cái gì đó được gọi là nó đã chia sẻ ra một cái kinh nghiệm và các bạn hãy rút cái kinh nghiệm đó nha. Đừng có phạm phải cái sai lầm như mình. Hãy tự tin băng một đợt giao tranh khi mà các bạn đã có đầy đủ những cái bộ kỹ năng nha bà con cô bác ạ. À, với lại thủ sẵn một cái cuồng giấy xúc kế bên. Đó, đó là một tình huống xào lon thứ hai đến từ vị trí của đệ tứ nha. Rồi ok. Cái pha này là ngon lành cành đào nè, cái pha này là ngon lành cành đào nè. Bọc hậu phía sau nha. Chuẩn bị nào, lên ngựa nào. Quất người tri phong thả tim ra, CC được tạo tới, bầu trung bình bất tử thân ma nhào vào ám sát truy đuổi hồi phục đang có các bạn ạ. À, bầu trung bình hồi máu nhảy bụi cỏ tốc biến bỏ chạy những rin ba đã phải luôn phải đâm xuống bốn người rồi và máu lóc sẽ là người thứ năm. Yeah. Win luôn chưa, win luôn chưa, đẩy cao được lính thế nào. Con lính con xe bắt đầu tràn vào tuổi lon hả? Ê lộn, tuổi lờ, tuổi lờ là tuổi gì đó. Nobita bị Sida mà. Theonat của ta mang tên là Nobita bị Sida. Ủa lại vậy ta? Mà Nobita làm gì bị Sida quê? Nobita là cháu của Tokuda, chạy xe Honda, tại sao lại bị Sida quê? Mà sao tôi là fan cứng của Nobita luôn á. Mà tại sao Sida quê? Thông thường Sida thì nó lây lan qua ba con đường chính. Một là đường máu, hai là qua con đường tình cảm, và ba nữa là từ mẹ sang con. Mà làm gì Nobita bị Sida ta? Không có chuyện đó đâu các bạn à, tôi đang bị hoang mang. Khoan để tôi biến về với, để tôi lui về farm nhẹn vác cho đầy máu rồi ra thăm chiến tiếp nào. Mấy kỳ cục kẹo vậy ta. Rồi quay trở lại vấn đề nào, tôi sẽ bổ túc lại cái kiến thức này sau clip này anh em ạ. À, rồi ha. Con rồng Skrull còn tầm khoảng chừng 10 giây nữa nó sẽ được hồi sinh. Đây sẽ là thời điểm mà tụi mình sẽ cố gắng chấm dứt trận đánh này một cách nhanh gọn lẹ nhất đi nào. Team bạn họ còn vỏn vẹn một cái đường cuối cùng tại khu vực đường dưới này mà thôi. Phát hiện vị trí của cô nàng Violet nha, cô ta đang ăn cho mình con chim, cô ta có được cho mình con chim rồi. Một con mắt di động tại đây vẫn chưa thấy được rằng sườn diện của cô ta. Chúng ta đang có 3 người Vega nha, núp bụi cỏ anh em cần phải xem cái minimap thường xuyên nha. Để chúng ta biết được cái vị trí hiện hữu của mấy đứa nó đang là ở đâu. Để từ đó tụi mình di chuyển cho nó hợp lý. Và khi về giai đoạn cuối như này, nếu như bạn đang ở cái vị trí ở phía sau đội hình team bạn thì đó là một cái thời cơ cực kỳ tuyệt vời. Để cho tụi mình có thể kích hoạt chiêu 2, tái kích hoạt một lần nữa, ám sát con mồi, bật chiêu cuối để càng quét đội hình team bạn. Rồi, lính con xe đang dần dần tràn vào, nanh Phoenix đã được lên, bắt đầu lên ngựa rồi các bạn à. Nguồn sát thương chủ lực team bạn đang ở ngay sau, giảm xuống, có cho mình bất tử trong khoảng thời gian là 3,5 giây. Một cái hồi máu đến từ vị trí của bé đùm team bạn, lui về một lần nữa, Zip đang cover quá dữ các bạn à, Zip phun nước bọt một phát nữa. Hai thành viên team bạn đã phải nằm xuống, tiếp tục một pha giao tranh, đó chính là Nobita bị Sida. Má ghê thiệt, Nobita bị Sida đã và đang tỏa sáng cực kỳ cao. Cô ta mang về cho mình triple kill. Riddack sơ tái các bạn còn lại, mở cái hiểm họa không trung chuẩn bị lao vào, đập lên, hất tung lên người của bé đùm và chiến thắng hủy diệt hoàn toàn. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành ra thời gian quý báu để xem video. Hẹn gặp lại các bạn ở những số video vào ngày mai nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Tôi sẽ bổ túc cái kiến thức của tôi lại. Má, làm gì Nobita bị Sida ta? Tặng cho đệ tứ một lượt like, một lượt đăng ký và chia sẻ với mọi người cùng xem nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn.